Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa, chiều có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3 ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 95%. Khu vực miền núi phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, cục bộ có mưa vừa, trưa chiều phổ biến không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm trung bình từ 89 đến 94%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh trời nhiều mây có mưa chiều không mưa, gió đông bắc cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 92% khu vực thị xã Kỳ Anh, nhiều mây có mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5 giật cấp 6 trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm trung bình từ 91 đến 93%. Thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 3, trời nhiều mây phổ biến không mưa, riêng huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, đêm và sáng sớm đôi lúc có mưa nhỏ, trưa chiều có nơi giảm mây hưởng nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 87 đến 93%. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, Hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.